Channel của mình nha. Clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đưa anh em vào khu Pochinki đây. Lại là một mình cân 4 đây anh em ơi. Ở đây thì mình đã có AK rồi. Bên này bắn nhau khá đông. Mình sẽ công sang luôn anh em ạ. Ơ rồi ôi. Rồi trên nhà này có tiếng này. Hello anh trai. Hello bạn ơi. À cũng vừa combat đây xong anh em ơi. Hello bạn ơi. Đó làm cái gì? Rồi, đồng đội của ông này công sang rồi. Nào, bước lên bạn. Này, bước lên này. Đi cả đôi luôn anh em ơi. Trời ơi, có mỗi cái cầu thang thôi. Mấy ông này làm gì mà lao nhanh lên thế. Rồi, đồng đội của ông này sang. Nào, bước sang đi bạn. Bạn, bước qua đời nhau đi. Rồi, cờ liêm một team. Có một tên công vào bên này. Nào, đi bạn anh trai. Như vậy là cờ liêm nguyên một team rồi anh em. Trong này khu gọi là cũng khá đông đấy anh em. Thì lại là những cái lời nhắc của mình thôi. Xem đoạn này thì anh em đừng quên để lại một like nha. Và comment ý kiến của anh em ở bên dưới. Anh em hãy gọi là tích cực comment lên. Để đóng góp cho cái channel của mình nó phát triển hơn nha. Thì mình sẽ cố gắng gọi là làm những cái video hay nhất có thể cho anh em xem. Rồi, có tiếng bắn bên này nữa. Thì cái ngọng chính tả của mình ấy, nói chung là từ từ đã, mình mới giết cái ông này đã anh em. Nào cái gì vậy? Rồi, mình chỉ ngọng đúng hai từ, đó là N cao và L thấp, và mình không thể làm sửa nổi anh em ạ. Đậu má con cá luôn, được thực sự. Rồi bắn nhau dịu mấy anh trai. Lại hai con bot bắn nhau, một con chết một con què. Một con chết một con què. Rồi, con này chết, còn con kia què thì chạy rồi anh em. Đuổi luôn anh em ạ. Nói chung là tầm này boss hay người thì có một mạng là được rồi. Không cần phải là tính toán cái gì cả. Chạy nhanh thế bác tài. À đủ. Có tiếng xe. Rồi, có tiếng xe ở trên chỗ gì nhỉ? Nhà thờ anh em ơi. Từ từ đã. Mình sẽ kiếm góc để đẩy lên. Không để cho mấy ông này gọi là lùi ngây trong cái khu vực mình ở trong này rồi. Mình có tiếng. Có tiếng ở trước mặt anh em ơi. Đây rồi. Hello, hello bạn. Đâu rồi? Ui dồi ôi. Đằng sau anh em ạ. Giật hết cá mình ạ. Mình cứ tưởng nó chui vào cái phòng bên này rồi. Ok rồi. Được rồi. Mình sẽ lấy xe. Và thử lượn qua cái chỗ gì nhỉ? Nhà thờ anh em ạ. Red zone này. Ok rồi. Xe vứt bên trên kìa anh em. Rồi như vậy là chắc chắn là có gọi là một thím nào đang lờn vẩn ở trên đây rồi. Hello bạn. Bạn còn ở đó không ta? Đẩy vào luôn anh em ạ. Vứt xe ở đây ngồi kê ai ta? À. Rồi. Hình như là sau đúng không? Ờ đúng rồi. Sau cái cầm cầu thang. Hello bạn. Ôi trời ơi, một pha sợ nhảy sấy đi vào lòng người anh em ạ. Như vậy là ông này là chắc là ông cuối cùng đây rồi. Ngon rồi anh em. Từ từ đã. Cơm không ăn thì gạo còn đấy đúng không? Thôi được rồi. Mình đi tìm thính vậy. À đủ. Rồi trong này có tiếng bắn luôn anh em ơi. Trong này có tiếng rồi. Ủa ôi, dã nhau căng. Ở ngay trên cái đồi Trung Quốc anh em ơi. Được rồi, mình sẽ đẩy bộ lên. Ui, cái gì đây? Ông này còn đang đứng nút đồ ạ. Rồi trên kia bắn nhau rất là căng. Có K98. Mình sẽ đổi sang K98 anh em ơi. Vẫn cầm cây AK. Trận này thì mình quyết định cầm cây AK.
Tầm này cũng tầm đêm rồi anh em ạ. Làm clip tầm này là cũng hơi mệt đấy. Giờ toàn dân chơi thôi. Còn mình sẽ âm thầm đẩy lên anh em ạ. Cố gắng làm sao tạo cho anh em những cái clip gọi là xem nó mãn nhãn. Mình cũng cố gắng để làm sao để cho cái channel của mình nó phát triển đấy. Nên là mình gần như là không cắt like. Nói chung là nếu mà trận nào mà hay lắm thì mình cũng sẽ cắt lên cho anh em xem. Nhưng mà nếu mà được gọi là anh em ủng hộ nhiều ấy thì chắc chắn là mình sẽ làm nhiều clip hơn. Có thể là 2 clip một ngày, 3 clip một ngày này. Trời ơi, ông này làm đây làm cái gì vậy ông? Tầm 2 clip một ngày là hợp lý. Nhưng mà hiện tại thì view mình hơi khoai. Hình như mình nghe có tiếng ở dưới. Lúc mình chạy lên thì có một tiếng ở dưới này thì vậy. Xác ở dưới này. Nghe vẻ nó cũng hơi nguy hiểm đấy. Đâu rồi không biết. Nguy hiểm. À đây rồi. À hà, sau hòn đá. Này thì sau hòn đá. Rồi bạn đứng đấy à. Mình cho bạn quả nết này. Quả này sẽ tọng thẳng vào mồm bạn đây. Quả này thì đi chết đi. Ui ôi lại còn lag bom kìa. Trời đụ. Quăng bom. Đấy nó còn không nổ kìa. Vãi nồi. Bom này là bom Trung Quốc rồi anh em ơi. Hàng Trung Quốc rồi. Bom Trung Quốc rồi. Chết đi bạn ơi. Trời ơi, bom Trung Quốc thì làm sao mà chết được. Khổ thực sự. Trời ơi, trái thứ ba này. Chết đi bạn. Rồi, ui rồi ôi. Đúng bom Trung Quốc anh em ạ. Quăng đến 3 lần mới chết. Dỗi thực sự luôn. Rồi, gạt luôn anh em ạ. Từ từ xuống xem ông này có gì. Ở bên trên, ở trong khu Trung Quốc kia vẫn còn bắn nhau anh em ạ. Mình lên thì, đấy, biết ngay mà. Lúc mình lên thì mấy ông này vẫn vừa mới gọi là bắn. Chưa kịp bắn rau xong luôn đấy. Vẫn còn đang vỉa nhau. Tại vì BT này vẫn nốc thì chắc chắn là bạn ở dưới đây rồi. Anh em cứ đừng quên là bấm like nha. Like nhiều thì video của mình được đề xuất đấy anh em. Đâu rồi bắn nhau được. À đây rồi. Một ông đang chạy. Này thì chạy này. AKM-X6 giảm thanh. Nó cứ phải gọi là easy. Thôi ông này bò vào mất rồi. À. Này thì có này. Ủa ơi. Có ốp luôn à. Bạn xịn đấy. Rồi một viên đầu. Đẩy luôn. À bây giờ bạn thò ra xem bạn ăn một viên AK xem bạn có chết không. Thanh niên này ăn viên đầu là yếu lắm rồi. Tặng cho bạn trái nửa. Ủa nhìn anh em nhìn nó lag kìa. Trời ơi nó nháy 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 nháy. Như kiểu đèn nét đêm giao thông vậy. Rồi ông này nhảy ra ngoài rồi. Nhảy ra ngoài là bạn sai rồi. Nhảy ra ngoài là bạn sai rồi. M249 ạ. Ông này cũng bơm máu nhanh đấy anh em. Ốp đây rồi. Mình xin luôn cái ốp anh em ạ. Rồi tầm này thơm rồi. Ốp X8. Bắn nó cứ phải gọi là mướt mượt mượt. Xem ông này có gì. À có cái giảm giật. Rồi lấy cái giảm giật luôn. Ok rồi đấy. Như này là gọi là tiến thẳng vào top 1 rồi. Được rồi. Mình đi thôi anh em ơi. Clear rồi. Đi nãy giờ không thấy gọi là. À đủ. Có con xe trong khu nhà. Ồ. À có con xe vất trong này à. Được rồi được rồi. Có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp tim mê say. Quấn đây em ơi. Đâu anh nhở? À đủ. Ô. Sao lại nằm ở đây? Ô. Bác này buồn cười nhở? Sao lại vào đây để nằm nhở? Sao lại vào đây nằm một mình thế này? Đậu phộng. Buồn cười thật anh em ạ. Trời ơi. Vào đây để ngồi để canh chứ không phải vào đây để nằm để gọi là phơi hàng ở trong này đâu. Là thôi bạn toang rồi. Quá đen cho gọi là anh dai này rồi. Từ đã. Mình vứt bớt cái quả trứng tuyết này. Dạo gần đây ghép vào toàn auto vào map này thôi anh em. Giáng sinh mà. Rồi mình lấy xe của ông này mình đi luôn. Trên này có cái thính anh em ơi. Trên này có team bắn thính này. Bây giờ là gọi là đi cướp luôn chứ còn gì nữa. Ui dồi ôi, bắn mấy cái lận ạ. Ui dồi ôi, mấy anh ơi, giàu vậy mấy anh ơi. Mấy anh gì ơi. Giàu thế này thì ai chơi. Ai chơi lại mấy anh đây.
rồi, ba cái cơ à. Trời ơi, cướp như này mới gọi là cướp chứ anh em. Nó lại cứ gọi là hợp lý luôn đấy. Ồ. Ngắm nghía cái gì vậy bạn? Ủa sao thanh niên lại vẫn còn đang ngắm nghía ta? Ngắm nghía gì vậy? Rồi. Bạn có phải chạy lên này. Trời ơi. Chạy đi đâu vậy cưng? Có một ông công sang bên phải rồi. Đâu rồi? À nằm nằm nằm. Nằm với chúng tôi này. Rồi là nằm. Có một ông nữa. Có một thứ chân bên trên này nữa anh em ơi. Đâu rồi? Ủa đâu rồi? Ui. Vãi cả nồi ạ. Ui ông ấy nằm mình tưởng là ông nào nốc chứ. Vãi cả nồi ạ. Ông ấy xong ông ấy ngồi dậy. Bạn ơi. Bạn trêu. Trời ơi. Đêm rồi. Bạn làm như thế thì mình vỡ tim mà chết mất. Mình đang thấy ông ấy nằm mình tưởng là thanh niên bị nốc chứ. Ý là gì toang anh em ạ. May mà gọi là phản xạ tốc độ nó hơi bàn thờ một tí. Chứ không là thôi. Cụ ra đi chân lạnh toát mất rồi. Rồi mình chả thiếu cái gì. Mình chả cần phải nhặt đâu anh em. Đi thôi chứ còn gì nữa. Tầm này thì còn nhà bao việc. Trời ạ. Thôi được rồi. Từ mình nhặt thêm ít là 7 nữa là mình té luôn thôi. Chứ tầm này thì gọi là đồ đạc thính không gọi là. Chỉ là phù du thôi. Rồi ok rồi. Được trên này cam. Ôi. Có hình như có ông nằm trước mặt đúng không? Ủa. Hình như có tên nằm trước mặt. Ờ đúng rồi. Sao mà sao bạn này lại còn lên đây gọi là làm cái quần què gì đây vậy? Ôi dỗi thế nhở. Lên đây gọi là chắc ông này dỗi cả thế giới rồi. Ôi cái gì đấy? Ôi đờ game rồi anh em ơi. Trời ạ. À. Lỗi thế, dạo gần đây nó hay bị lỗi cái đờ game này. Vãi nồi ạ. À. Tencent như quần què anh em ơi. Game thì bao nhiêu lỗi lầm chả chịu fit gì, mạng thì lag các thứ. Toàn gọi là cập nhật mấy thứ hút máu thôi. Ôi dỗi thực sự anh em ơi. Không hiểu sao lỗi này thì gần như là mình livestream thì anh em bảo là trời, gặp liên tục. Mình livestream cũng gọi là bị đơ liên tục à. Không hiểu sao luôn. Cái lỗi có một tí lỗi thì không chịu fit đi. Toàn cập nhật ba cái tào lao anh em ạ. Còn game này chắc cũng sắp đến đời tàn rồi. Không còn gì để nói anh em ạ. Có, ôi, có con bác ghi ở trong này. Từ từ đã. Con bác ghi ở trong khu nhà này. Ủa bình nước thì mình công sang. Đã đủ. Có tiếng bò bên trên. Có một tiếng bò bên trên anh em ơi. Có một tiếng bò bên trên. À đóng cửa. Này. Đóng cửa làm cái gì? Trời ơi. Bạn bò làm cái gì? Mình nghe thính lắm bạn. Chỉ cần á đủ. Có một xe chạy qua kìa. Anh gì ơi. Này 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 anh ơi. Ui ôi. Trời ơi vừa vào cái lực dồn nó về. Ui. Cái pha vừa rồi mà mình thấy thì cũng là ăn rồi đấy. Tại vì nó thẳng trước mặt mình luôn mà. Thường thường thì out game ra là cái X6 nó tự zoom về. Có ông nằm ở đây này. Ui rồi. Ui. Sao lại không vào đầu ta? Rồi thanh niên bị bắn. Nhảy nhót này. Ui trời ơi. Trời ơi một pha gọi là căn cái thanh niên nhảy nhót. Ông kia chạy vào bên phải rồi. Được rồi. Mình sẽ đẩy sang cái sườn đồi của ông đấy. Đây đây, vừa chạy vào chỗ này đây anh em. Được rồi. Đi luôn anh em ạ. Công luôn. Tầm này thì còn 4 tên nữa thôi. Nếu mà giết được cả 4 thì mình sẽ được 27 kill. Cũng được anh em ạ. Nói chung là solo squad cứ tầm 23, 24, 27, 30 kill là hợp lý rồi đúng không anh em? Xem là cũng đủ mãn nhãn rồi. Mình bắn gà lên là chỉ tầm đấy là gọi là mắc rồi. Thật ra là không chả thể tìm thấy người bắn đâu anh em. Hơi khó. Đâu rồi không biết. Hay là vào khu nhà rồi. Ôi con bác ghi ở hướng bên trái mình kìa. Rồi chắc là chẳng có trong khu nhà trước mặt rồi. Được rồi. Mình sẽ đẩy vào. Gọi là hoa thơm mà ta phải đánh cả cụ. Đánh luôn anh em ơi. Không thể để mà gọi là mà cho mấy ông này có những cái tình thế chủ động được. Đâu rồi. Hello bác tài. Hello bạn ơi. Có nấp ở trong này không thì ra đi. Cho mình đỡ phải tìm nào. Ủa trời ơi. Trong nhà vệ sinh anh em ơi. Ô hô. Ô là đường cong em thế mà. Ăn bom đi bạn ơi.
Ui bom nó còn bị lag chứ. Rồi quả này toang bạn rồi. Rồi vĩnh biệt. Vĩnh biệt bạn. Ui. What the hell? Bom nổ kiểu gì mà mình quăng ở trong nổ ra cái xe của mình, nhấc cái xe mình lên ạ. À. Rồi quả này có chết không? Ui rồi ôi anh em nhìn chưa? Bom Trung Quốc nổ như kiểu là kiểu là giấm xịt vậy. Vãi cả nồi ạ. À. Tự nhiên chả thấy tiếng gì thì tự nhiên làm cái phát cái kiểu nhấc cái nhà vệ sinh lên đấy. Rồi ôi. Sao thanh niên kia nằm xuống. Má nó buồn cười. Rồi bên trên này cũng có tiếng bắn luôn. Công lên luôn anh em ơi. Ba tên nữa thôi. Ba tên nữa là vừa khít đúng rồi đấy. Vẫn là kịch bản nó vẫn vậy thôi anh em. Không có gì gọi là đáng quan ngại đâu. Trên này chắc chắn là vừa combat đây. Rồi một ông nằm xuống. À đủ. Làm gì vậy cưng? Rồi thế thôi. Coi như là ông kia knock một mình cờ lia luôn rồi. Rồi ở gốc cây kìa. Ông cuối cùng ở gốc cây. Cuối cùng là bản vẫn hơi sai một tí anh em ơi. Mình gọi là chưa trả cát xê cho thanh niên diễn viên cuối cùng rồi. À đâu, thanh niên gọi là mấy diễn viên cuối cùng. À đủ, trời ơi. Đáng ra là phải quăng như thế này mới đúng này. Anh em nhìn quả bom nó lag này. Trời ơi, cứ như kiểu là bom Trung Quốc vậy. Chả thấy tiếng gì. Quăng bom xong chả thấy tiếng nổ gì. Nhưng mà vẫn chết người. Bom bây giờ hiện đại thế. Quăng không tới rồi anh em ơi. Từ từ. Thanh niên này ngoài bo. Úi dồi chạy kìa. Chúng có một viên anh em ạ. Hơi gọi là hơi mù mắt tí. Rồi bạn ngoài bo rồi. Tầm này chắc chắn là nói chung là cái tình huống như thế này thì đến 99,69% là mình top 1 rồi. Anh em nhìn anh cũng biết rồi. Này thì ngó này. Ủa ôi không vào đầu ạ. Tại vì là thanh niên là ngoài bo. Cái đồi của mình là đồi cao. Phải mà chạy như thế này thì chắc chắn là chết rồi. Không công được anh em ơi. Công xuống nghe vẻ hơi sai. Hơi sai số anh em ạ. Đây rồi thanh niên có bom. Thôi bạn chết rồi bạn ơi. Bom ở đây rồi. Này thì tặng bạn trái nết này. Quả này không chết à. Này thì bom Trung Quốc này. Ngó kìa. Ngó này. Ui rồi. Ui rồi ôi. Bom Trung Quốc vẫn nổ chết người anh em ạ. Trời ạ. Thế là giành luôn được cái top 1 dễ dàng quá anh em ơi. Anh em thấy sao về clip của mình? Nếu mà thấy hay thì đừng quên cho mình một like nha. Và comment ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Bây giờ chào anh em nha.